Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Đến với chương trình hôm nay là episode thứ 3, tài liệu về anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống biên soạn. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay Chủ nhật 3 tháng 4 năm 2022, bao gồm chương 15 cho đến chương 20. Để mở đầu, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi chương 15 do Đào Trường Phúc trình bày. Nhân Tống, Nguyễn Thái Học. Những việc tống tiền. Cho được có tiền làm việc nước, các văn thân ta hồi xưa nhiều khi đã dùng tới thủ đoạn ăn cướp hoặc gọi là tống tiền. Nghĩ ra, đối với những hạng cho vay hút máu của dân chúng, những hạng làm giàu bằng lối tham ô nhũng lạng, đối với họ, dù có phá cái túi tham tàn, lấy đồng tiền tanh tưởi để phụng sự một duyên cớ thiêng liêng to tát, thì cũng chẳng làm sao. Thế nhưng, Việt Nam Quốc dân đảng của chúng tôi thì cấm chỉ việc ấy. Chỉ nghĩ rằng, những việc ấy làm ra tất phải dùng đến bọn kẻ cướp. Mà bọn kẻ cướp thì có thể có những chuyện tàn bạo và lạm dụng. Cái đó sẽ mang tiếng lây đến đảng. Một mặt thì những việc ấy tất phải có đồng chí chỉ huy. Nếu khi việc vỡ lở thì người đồng chí ấy phải mất hết danh dự với con mắt quần chúng. Hy sinh tài sản, hy sinh tính mệnh thì được. Thế nhưng bắt hy sinh đến danh dự, cái đó cũng thấy cực lòng cho các anh em. Tuy đảng có lệnh cấm, nhưng hình như trong vòng bí mật, anh Nguyễn Thái Học vẫn làm. Một là để làm tiền, hai là tập cho đồng chí tinh thần phấn đấu, tinh thần mạo hiểm. Chứng cớ là có một hôm, anh sai tôi phải tìm nơi giấu một đồng chí vừa mới can vào một vụ cướp ở Ninh Bình. Anh bảo tôi gửi anh ra khách sạn Nam Lai, buồng số 4, gõ cửa rồi lấy ngón tay trỏ đặt trước miệng làm hiệu. Anh dặn người ấy ở yên đấy và sớm mai đi với anh lên Hòa Bình bằng ô tô hàng. Đến nơi, anh đem anh ấy sang ngồi ở một hàng nước ở chợ Phương Lâm bên kia sông. Rồi anh lộn sang dinh tuần phủ Hòa Bình nhờ ông ta che chở hộ cho đồng chí ấy. Tôi đáp, nhưng tôi không quen ông tuần phủ ấy, họ lại trói cổ cả hai đứa lại thì chết cha. Anh Nguyễn Thái Học cười, ông ta là người tốt và biết tiếng Anh qua các sách báo. Tôi đã cho điều tra biết ông ta rất mến anh và ao ước được biết mặt anh, vì thế mà tôi phải sai anh việc này. Anh liệu đó mà tùy cơ ứng biến. Tôi đã làm theo lời anh Nguyễn Thái Học vì đó là một mệnh lệnh mà tôi phải phục tùng tuyệt đối. Dọc đường lên Hòa Bình, chúng tôi không nói với nhau câu nào cả. Tôi ngắm phong cảnh miền chung quanh, bãi cát trắng, dòng sông xanh, những hàng cây chênh chếch trên sườn núi, những túp nhà nho nhỏ chen trong các đám lá rừng, tất cả như một bức tranh của tàu dưới một ngọn bút tài tình của một danh thủ. Khi đến trước dinh tuần phủ, tôi nghĩ nếu lễ phép với người lính canh cửa có lẽ sẽ không được việc. Tôi dùng một thủ đoạn nhỏ, ngồi trên xe, tôi vinh mặt nhìn trời và cắp cái danh thiếp vào hai ngón tay mà vẫy người lính. Này bác, cầm cái này đưa vào cụ, nói có tôi ở Hà Nội lên chơi. Người lính trúng kế, húm núm, hai tay đỡ danh thiếp đưa vào. 3 phút sau, ông tuần phủ Quách Vi hớn hở chạy ra. Ông kéo tôi ở trên xe xuống, khoác tay tôi dắt vào cổng đường. Tôi vội vàng nói với ông tuần phủ, chúng tôi có việc cần kíp, xin cho vào buồng riêng để tiện thưa chuyện. Vào buồng riêng rồi, ông tuần phủ ngơ ngác hỏi tôi, việc gì? Ông cứ dạy. Tôi đáp, thưa cụ,
Chúng tôi có người anh em hiện bị chính phủ truy nã rất gấp, giờ đem lên nhờ cụ che chở họ. Ông Quách trầm ngâm rồi hỏi: Thế ông bạn ở đâu? Dạ ở bên chợ Phương Lâm. Ông bèn gọi một người lính Mường, nói với họ một hồi bằng tiếng Mường, rồi quay lại bảo tôi: Ông sang bên chợ, bảo ông bạn đi theo tên lính này, nhưng đi cách xa nhau chừng vài trăm thước. Tôi đã dặn nó dừng lại, chờ ở một quãng vắng, đưa ông bạn vào trong đồn điền của tôi. Ở đấy có thể yên tâm, không lo ngại gì. Xong việc, ông về để chơi với tôi. Tôi vâng lời, vội vàng quay ra, rồi lại vội vàng quay về. Đêm hôm ấy, ông Quách đã phát thệ trước mặt tôi vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và năm sau, gặp nhau ở Côn Đảo, tôi mới biết người đồng chí mà tôi đem gửi cho ông Tuần Phủ Quách tên là Ba Phan. Chương 16. Cụ Phan Bội Châu. Có nhiều người tưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng của chúng tôi là một ngành của Việt Nam Quốc Dân Đảng do cụ Phan Bội Châu lập nên khi cụ còn ở bên tàu. Kỳ thực thì khi ở tàu, cụ Phan mới có cái chương trình lập lên Việt Nam Quốc Dân Đảng mà thôi. Còn sự thành lập của đảng chúng tôi thì như trên tôi đã kể. Tuy vậy, bảo đảng chúng tôi là con đẻ tinh thần của cụ Phan Bội Châu cũng chẳng có sao. Và chẳng những thế, chúng tôi còn tặng cụ cái tên danh dự chủ tịch và mong cụ giúp đỡ hai việc. Một là nhờ cụ đứng ra đem oai quyền đạo đức mà thống nhất các đảng lại. Hai là nhờ về phương diện ngoại giao, vì cụ quen thân với các yếu nhân ngoại quốc như Khuyển Dưỡng Nghị, Cung Ki Di Tàng ở Nhật, Tưởng Giới Thạch, Uông Tinh Vệ ở Tàu. Vì vậy, hôm mùng 2 tháng 10 năm 1928, Tổng Bộ đã cử ông Đặng Đình Điển vào Huế để đạo đạt ý kiến anh em với cụ Phan Bội Châu. Hai ông già gặp nhau rất là vui vẻ. Cụ Phan xin nhận là đảng viên của đảng và nói: Tôi già yếu thật, nhưng nếu còn có thể giúp ích được việc gì cho Tổ quốc thì tôi xin hết sức phục tòng mệnh lệnh của anh em. Cuối cùng, cụ giao cho ông Đặng tấm danh thiếp phía sau để bốn chữ: Khả dĩ đoạn kim. Phòng khi đảng có phái người vào gặp cụ thì cầm tấm thiếp ấy để làm tin. Đến cuối năm, ngày 9 tháng 12 năm 1928, trong kỳ hội nghị bầu tổng bộ mới, nhân có việc định cử phái bộ ngoại giao sang Nhật và sang Tàu, Việt Nam Quốc Dân Đảng liền cắt anh Nguyễn Thái Học và tôi vào xin cụ Phan Bội Châu viết cho mấy bức thư giới thiệu. Tổng bộ lần này là tổng bộ thứ ba, tổ chức theo điều lệ mới, gồm có hai ủy viên hội, lập pháp và chấp hành. Bên lập pháp thì anh Nguyễn Khắc Nhu, hiệu Song Khê và tục gọi là Sứ Nhu, làm chủ tịch. Anh Nguyễn Thái Học làm phó chủ tịch. Còn bên chấp hành thì anh Nguyễn Thế Nghiệp đứng đầu. Về chương trình hành động thì lập ra thêm một thời kỳ thứ tư là thời kỳ kiến thiết. Sau khi cách mạng thành công, đảng sẽ tổ chức một chính phủ cộng hòa theo chủ nghĩa dân chủ xã hội. Nhưng tôi hãy nói tiếp theo về việc cụ Phan Bội Châu. Được lệnh anh em cử, tôi hẹn với anh Nguyễn Thái Học mùng 4 Tết năm Kỷ Tỵ 1929 sẽ gặp nhau ở Hà Nội rồi sẽ vào Huế. Khi tới Hà Nội, tôi được tin tên Ba Giang bị giết. Tôi đi tìm anh Nguyễn Thái Học mới biết đó là thủ đoạn của anh em trong ám sát đoàn. Tôi bảo anh Học, nếu vậy thì một mình tôi đi Huế thôi. Mệnh lệnh đảng cố nhiên phải phục tùng, thế nhưng tôi bị bắt thì được, chứ anh bị bắt thì không được. Đảng cần đến anh hơn tôi. Anh Học cho là phải. Chúng tôi liền uống với nhau một bữa rượu tiễn hành. Ai hay vĩnh quyết là ngày sinh ly.
Đêm hôm ấy, hai tôi đã cùng nhau chuyện trò, cười khóc suốt đêm. Và từ đấy, tôi không được gặp anh Nguyễn Thái Học ở trong đời nữa. Khi tôi vào Huế, tìm vào đến nhà cụ Phan Bội Châu thì người nhà cho biết cụ ra chơi cửa Thuận. Tôi vơ vẩn ở bờ sông Hương, ngóng khuyền cụ trở về. Ánh trăng soi sáng những bông lau, bông sậy nở dọc theo bờ sông, cho tôi một cảm giác mơ hồ. Tôi bèn làm bài thơ đề là qua Huế thăm cụ Phan Xảo Nam, không gặp có cảm. Hôm sau tôi đã đem bài thơ ấy đưa trình cụ. Nguyên văn bài thơ diễn âm: trục trục trường đồ phú viễn trinh, thương tâm khiếp kiến cựu đô thành, nhân long tùy mộng trung sinh tử, địa lịch tang thương kiếp biến canh, bích thủy nạn tiêu vong quốc hận, thương tùng trường túc bất bình minh, mỹ nhân thiên bạt chi hạ xứ, minh nguyệt lô hoa vô hạng tình. Dịch nghĩa: tất cả đường trường dám quản công, thành xưa nhìn lại dục đau lòng, sống hay chết mộng người bao kiếp, biến đổi dâu thay đất mấy vòng, nhục rửa sạch đâu sông lộn sóng, uất còn chứa mãi gió gào thông, cuối trời đâu tá con người đẹp, thổn thức ngàn lau ánh nguyệt lòng. Cụ gặp tôi tỏ vẻ rất vui mừng, trò chuyện suốt một buổi trời. Đức độ của cụ khiến lòng tôi chứa chan cảm động. Cảm động nhất là đến bữa ăn, trên mâm chỉ có một đĩa lòng lợn, một bát canh rau và một phạm gạo bầu đỏ ối. Tôi cùng ngồi ăn với cụ để được nhiều thì giờ mà nói chuyện. Nói đến chuyện chia rẽ của các đảng trong nước, tôi thở dài. Khổ nhất là người ốm nằm đó mà các thầy lang cứ cãi nhau mãi về y án. Cụ Phan Bội Châu khen câu nói hay và hứa sẽ điều đình cho các đảng được mau hợp nhất. Về việc ngoại giao, cụ hẹn hôm sau đến, cụ sẽ giao cho những bức thư cần cụ viết. Tiếng cụ to, sang sảng như vàng đá. Và mỗi lần đắc ý, cụ lại tự xưng tên và nói một câu bằng chữ nho. Trời đã muộn, tôi cáo từ lui chân. Cụ tặng tôi cuốn Việt Nam sử lược của cụ viết bằng Hán văn và vỗ vai tôi khi ra đến cổng ngoài. Thầy tỏ ra người làm được việc, Châu kỳ vọng ở thầy nhiều lắm. Cố nhiên đó là một câu nói khuyến khích, nhưng tội nghiệp, tôi biết làm thế nào cho khỏi phụ những tấm lòng cha, anh, thầy, bạn mong chờ ở tôi. Hôm sau tôi không được trở lại hầu cụ Phan Bội Châu nữa vì sở mật thám Huế đã đón tôi về Bắc rồi. Tôi kể thêm ra đây câu chuyện một năm sau, anh em trong đảng định đánh tháo, đem cụ Phan Bội Châu trốn ra ngoại quốc. Ấy là năm 1930. Anh Song Khê đã viết thư cho người đem vào trình cụ. Nguyên, hồi xưa, cụ là bạn thân với cụ Cử Nội Duệ, là thầy học của anh Song Khê. Cái chí lớn của anh đã được lòng yêu của thầy và của bạn thầy, cho nên được thư là cụ Phan Bội Châu nhận ra ngay. Cụ rất mừng và rất vui lòng lại ra ngoại quốc để giúp việc ngoại giao cho đảng. Về phần đảng, định dùng 5 chiếc ô tô để đón cụ từ Huế qua Nam Quan. Đi đến đâu sẽ sắp người cắt đứt dây thép, cắt đứt dây nói và chặt cây xếp đá ngang các ngã đường phía sau. Như vậy quân địch dù có dùng ô tô để đuổi theo cũng không kịp. Nhưng mưu đó đã không thành sự thực, và cụ Phan Bội Châu đành ôm tấm lòng vì đảng, vì nước, uất ức ở dưới suối vàng. Chương 17: việc Ba Giang. Ba Giang là một tên nhà buôn người Pháp. Hắn buôn người mình sang làm phu bên Tân Thế Giới. Sở mộ phu của hắn mở ở đường Chợ Hôm, Hà Nội.
Chiều tối hôm 30 Tết Kỷ Tỵ, tức là tháng 2 năm 1929, khi hắn đi ô tô về đến trước cửa sở, thì có một thanh niên vật âu phục màu xám đưa cho hắn một bức thư. Kỳ thực thì đó là một bản cáo trạng mà tòa án cách mệnh kết tội Ba Giang và khép hắn vào án tử hình. Trong khi hắn cầm lấy thư xem, thì người ấy cầm súng sáu, bắn hắn chết lăn xuống bên đường. Tiếng súng nổ lẫn với tiếng pháo, nên chung quanh chẳng có ai biết gì. Nhà hiệp sĩ làm việc xong, ung dung lên xe đạp, phóng đi. Người tài xế của hắn thấy có sự không đẹp, phải nằm nép xuống một bên xe, đợi bóng kiếm đã bay xa mới dám mở mồm hô hoán. Việc ấy làm dân các thành phố ăn Tết mất ngon, vì bắt bớ xảy ra lung tung cả. Các cơ quan, các đồng chí của Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng bắt đầu bị khám xét, bị truy nã. Vậy ai là người hiệp khách đã ra tay xử tử Ba Giang? Cái án ấy cho tới nay vẫn là một cái án ngờ mà chính tôi cũng không biết rõ. Cố nhiên, anh Nguyễn Thái Học bảo với tôi là người ở ám sát đoàn. Chẳng những thế, hơn tháng trước, trong một buổi họp ban trị sự ở đệ nhất chi bộ, anh Nguyễn Văn Viên có nói với các bạn xin thông báo hộ về ám sát đoàn của đảng, yêu cầu giúp cho công nhân đoàn của anh coi một khẩu súng lục. Nguyên đảng có tổ chức những đoàn phụ nữ, học sinh, công nhân, nông dân và binh sĩ để làm hậu thuẫn cho đảng. Việc trông coi các đoàn ấy do một đảng viên phụ trách. Số đoàn viên hội ấy nhiều gấp mấy đảng viên. Tôi hỏi về mục đích dùng khẩu súng ấy, thì anh nói là để giết Ba Giang. Anh Học có mặt ở buổi họp ấy, tôi liền báo anh Viên nói riêng với anh Học. Vì anh Học là chủ tịch trung ương mới có quyền biết, mới có quyền chỉ huy. Chúng tôi chẳng những không được phép tò mò, mà cũng không được phép bàn luận nữa. Vậy tôi chỉ biết là anh Nguyễn Thái Học, anh Nguyễn Văn Viên có rõ việc ấy, nhưng thực không rõ người hạ thủ là ai. Anh Viên sau bị bắt, thắt cổ chết trong hỏa lò. Có người trông thấy tụi ngục tốt vác xác anh mà quật mãi ở ngoài sân ngục. Sao mà chúng thâm thù anh như vậy? Họ bảo tại vì anh đã nhận chính mình hạ thủ bắn Ba Giang. Dù vậy nữa, lời anh Nguyễn Văn Viên nhận cũng chẳng đủ làm bằng. Thế Lê Ông Xanh hồi trước cũng đã nhận liều là chính mình viết Ba Giang. Anh Viên cũng có thể nhận liều như thế, hoặc vì sự tra tấn tàn khốc, hoặc vì anh định chết thay cho người khác. Lại có người bảo tôi là anh Lung, lại nói thêm rằng ngay đêm ấy anh Lung đã về Việt Nam khách sạn mà đốt bộ áo giấy đầy máu. Anh Lung về sau bị đẩy ra Côn Lôn và tha về được ít lâu thì mất. Còn chính anh Nguyễn Thái Học thì cho tôi hay là chính anh là người cho tiền người anh em ấy để đi một nơi thật xa vắng. Vậy người anh em ấy là ai? Chương 18. Sau ngày bại lộ. Vì việc Ba Giang, các đồng chí của đảng ở khắp nơi bị bắt. Việc bắt bớ ấy đã khởi đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1929. Kỳ thực thì mật thám biết có Việt Nam Quốc Dân Đảng từ lâu. Nhưng theo một câu châm ngôn của tụi chúng, để cho lan rộng, đặng đàn áp cho hay. Laissez développer pour mieux réprimer. Cho nên chúng cứ để ý dò xét, chứ không bắt vội. Có như thế chúng mới được công trạng lớn. Chứ bắt mà số ít người làm vài cái án nhẹ, thì tụi chúng còn sơ mú gì. Nhưng đến khi ấy thì chúng không dám để nữa, vì để nữa thì có khi chúng đàn áp không nổi nữa. Tuy rằng đối với các yếu nhân trong đảng tôi, thực dân Pháp cho người canh cả đêm dò từng bước, nhưng thực thì có thể nói rằng chúng chẳng biết gì cả. Có giờ đến hồ sơ mình mà coi mới biết, những tờ trình của tụi thám tử tân công phần nhiều là bịa đặt suốt đầu đến cuối. Không có các tay nội công, không bao giờ phá nổi một đảng cách mệnh.
mà Việt Nam Quốc dân Đảng của chúng tôi cho mãi đến năm 1929 quả tình không có một tay nội công nào. Bảo các đảng viên chúng tôi hồi ấy có lẫn nhiều mật thám hoàn toàn là một chuyện của kẻ xấu bụng đặt điều nói láo. Thế nhưng sau khi bị bắt rồi thì có nhiều kẻ hoặc mong gỡ tội hoặc sợ đau đòn cam tâm làm những việc phản đảng, nghĩa là tiết lộ bí mật của đảng. Trong số đó phải chia ra ba hạng. Một là hạng nhận cho xong chuyện. Họ tuy nhận xong vẫn cố sức giữ gìn cho các đồng chí. Ví dụ chi bộ 10 người thì nói có 3, trong 3 người thì gai rõ có 1, còn 2 thì không rõ tên thật và không biết rõ chỗ ở. Hạng thứ hai là hạng nhận đúng sự thật. Ấy là hạng mắc mưu mật thám, tưởng rằng chúng đã biết hết cả nên hỏi đâu nói đấy. Tuy vậy, họ còn có lương tâm là sẵn lòng chối những cái có thể chối được. Ví dụ như anh Phạm Tiềm, khi chúng hỏi Nhượng Tống có chân trong đảng không thì anh đáp tôi không biết. Kỳ thực thì có phải là anh Phạm Tiềm không biết thật đâu. Và hạng thứ ba khốn nạn nhất là hạng này. Ấy là hạng nhận cho kỳ hết, chẳng những mong cho khỏi tội mà còn muốn tưng công. Hạng ấy, trong khi anh em bị bắt khi ấy chỉ có một đứa là Bùi Tiến Mai, tức Thừa Mai. Ấy vậy mà chỉ một mình nó đã đủ làm hại cả tổng bộ và toàn hạt Thái Bình, vì hắn là đại biểu của Thái Bình cử lên tổng bộ. Xét ra hễ nơi nào có huấn luyện kém là nơi ấy thất bại dữ. Số bị bắt khi ấy lên hơn 1000, cơ hồ toàn là đảng viên mấy tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh cả. Các nơi khác như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hà Đông, Quảng Yên, Kiến An, Thanh Hóa v.v. vì các đại biểu đã cố sức chịu đòn, không chịu nhận, không chịu khai gì cả, nên thực dân Pháp không lần ra mối, anh em giữ được trọn vẹn. Mỗi tính ấy, mỗi tình mà vừa nói là chí ít bị bắt đi vài người là do Thừa Mai, tức Bùi Tiến Mai khai ra. Hay ngày thường mật thám đã chú ý đến lắm mà thôi. Trong khi anh em bị bắt lung tung như vậy thì anh Nguyễn Thái Học cải trang mà trốn thoát. Lúc thì anh ăn vận theo lối thợ thuyền, lúc thì anh ăn vận theo lối nhà quê. Có lúc đeo râu giả, dùng thẻ giả. Có lúc anh lại đội khăn, mặc yếm, đóng bộ tịch đàn bà. Nhưng đi trốn như vậy không phải mong yên thân khỏi tội đâu. Nếu anh đảo qua về Hà Nội là để nghe ngóng tin tức, sắp đặt công việc và săn sóc anh em trong hỏa lò. Nếu anh đi các tỉnh là để lập thêm chi bộ, thu thêm đồng chí, hay triệu tập hội đồng tổng bộ để bàn định phương châm tiến hành công việc đảng. Kỳ hội đồng tổng bộ thứ nhất sau khi bại lộ là do anh Nguyễn Thái Học và anh Song Khê triệu tập ở Lạc Đạo. Trừ mấy tỉnh đảng viên bị bắt hết, còn ngoài ra các nơi đều phái đại biểu về họp cả. Trong kỳ họp ấy, đại ý anh Nguyễn Thái Học nói: hiện nay ở vài ba tỉnh số đồng chí đã bị bắt hết, thế nhưng ở các tỉnh to, nhờ sự nhẫn nhục của anh em trong tù, anh em ở ngoài đều an toàn cả. Tinh thần của đảng thế là vững vàng, gan dạ như anh em thế là tỏ rõ. Lúc này là lúc ta cần phải bước vào thời kỳ phá hoại. Ngay trong năm nay, ta phải đạp đổ quyền hành của thực dân. Ở khắp mọi nơi, các binh đoàn, các chi bộ nhà binh mỗi ngày một thêm nhiều người mới. Ta có đủ sức đánh và ta phải đánh gấp. Binh quý thần tốc. Để lâu ra, bọn tướng lĩnh chúng nó sẽ để ý đến các võ trang đồng chí của ta thì việc càng thêm khó. Vậy, ngay từ giờ, trong nhà binh, anh em phải chú ý đến các phương pháp tấn công, các địa điểm lợi hại để đợi ngày khởi sự. Anh em nghĩ thế nào? Anh em nghĩ thế nào? Đa số đều nghĩ lời anh Nguyễn Thái Học là phải và giơ tay tán thành. Còn thiểu số thì cho là chưa đủ lực lượng
và phải đợi thời cơ. Phái thiểu số thì cho như vậy, và phái thiểu số này sau đó tách riêng ra gọi là phái trung lập, tức là phái cho rằng chưa đủ lực lượng và phải đợi thời cơ, đó là phái trung lập hoặc là phái cải tổ. Mãi cho đến sau cuộc thất bại Yên Bái, sự chia rẽ ấy mới không còn nữa. Ngoài việc dự bị nói trên, đảng lại bàn lại việc cử người ra nước ngoài để cầu cứu với Tưởng Giới Thạch hiện đang cầm quyền ở Tàu, và Khuyển Dương Nghị, một nhà có thế lực trong chính giới của Nhật. Việc ấy không hề thực hiện vì không tìm được nhân tài ngoại giao. Nói tóm lại thì tuy bị đàn áp nhưng sự sợ sệt không hề tràn tới tâm não của anh em. Sau ngày 17 tháng 2, một đảng viên ở Hà Nội còn nói câu này với một giọng rất tự nhiên: Hoài của, hôm cất đám thằng Ba Giang, trong tay mình không có một quả bom, giá sẵn có ít nhất mình cũng ném chết được toàn quyền với thống sứ cho chúng nó cất đám nhau nhân thể. Chương 19. Dân khí năm 1929. Chẳng những tinh thần của đảng không nao núng mà thôi, dân khí trong nước hồi ấy cũng nổi lên bồng bột lắm. Đối với những anh em trong tù, quốc dân đều đem lòng thương mến. Một đoàn nữ học sinh đã rủ nhau bỏ tiền, may quần áo, sắm quả bánh, rồi nhận chẳng là em gái là vị hôn thê, để hàng tuần vào thăm những người bị bắt không có gia đình ở Hà Nội. Trong trường cao đẳng y học, các sinh viên góp nhau mỗi người 2 đồng để giúp cho các anh em Việt Nam Quốc Dân Đảng trong vòng xiềng xích. Tiếc thay, giống mặt người dã thú ở chỗ nào cũng có. Cũng tiếng là sinh viên, cũng nay mai bác sĩ, mà tên PNT lại nỡ đem việc ấy làm một mồi để tấn công. Hắn tâu nộp việc đó với mật thám, rồi còn xin nhà nước trừng trị rất nghiêm những kẻ góp tiền để phong trào cách mệnh khỏi lan rộng trong các trường cao đẳng. Ôi, trí thức! Ở tỉnh thành đã vậy, ở thôn ổ càng thêm nao nức. Xưa kia các thanh niên đồng ruộng chưa hề biết có Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ngay nhân việc bắt bớ đăng trên các báo chương, họ vui mừng phấn khởi, rồi cố lần mò tìm cho thấy đảng mà xin vào. Trong số đó, các tay hào trưởng cũng nhiều. Suốt một tổng Kha Lâm ở Kiến An, các hương chức toàn là đảng viên. Làng Cổ Am ở Hải Dương, làng Võng La ở Phú Thọ, hội đồng chi bộ họp ở giữa đình làng. Trương Tuần, Phó Lý thì ra ngoài đường cái để canh gác nhà chức trách. Còn các cụ già, đàn bà, con trẻ thì xung quanh dự thính. Cho nên, nhóm thực dân đã in ra hàng vạn tấm ảnh anh Nguyễn Thái Học, anh Song Khê, phát đi cho các làng, lại còn treo giải thưởng hàng 5.000 đồng mà vẫn không bắt được. Họ bảo nhau, bắt làm gì các ông ấy? Các ông ấy cho một phát súng thì mất mạng, còn đâu mà ăn cái thưởng 5.000. Nhiều làng thấy các anh đến, các huynh thứ lại góp tiền tiễn chân. Kẻ nào nhút nhát quá sợ liên lụy thì đến mời các anh ấy đi ở làng khác, chứ không hề có ai đi báo mật thám. Nói tóm lại thì đại đa số dân chúng hồi ấy đều ủng hộ cách mệnh, cho nên các anh dù trốn mà vẫn tiến hành được mọi việc dự bị về việc quân. Sau nữa, ở đời nhiều khi cũng có những cái may mắn lạ lùng. Một hôm, không rõ ở làng nào, bọn mật thám đương khám nhà một người đồng chí, thì anh Nguyễn Thái Học ở đâu xách cái cặp về. May người thư ký làng ấy đi vắng. Khi anh về, chúng tưởng anh là người thư ký đi vắng về, nghe tin khám xét nên cấp cặp đến. Chúng bảo anh làm cái biên bản. Chứ anh Nguyễn Thái Học vốn xấu, lại càng ra vẻ một ông thư ký nhà quê lắm. Thành thử ra, anh ngồi ngay trước mặt mà chúng không biết. Sau khi bọn mật thám đi rồi,
cả làng ấy phải lấy việc đó làm quái lạ. Cũng vì thế mà dân gian đã đồn là anh Nguyễn Thái Học có phép tàng hình. Chương 20. Một bức thư. Hồi tháng 4 năm ấy, anh Nguyễn Thái Học ở nhà các đồng chí tỉnh Ninh Bình, rồi đi lối Nho Quan lên Hòa Bình, ở trong đồn điền của ông đồng chí già là Quách Vi. Hồi tháng 5, anh lên giám sát tỉnh Sơn Tây, rồi qua Hưng Hóa lập thêm hai bộ Bảo Vệ và Võng La. Anh vẫn luôn luôn hoạt động ở trong nước, nhưng muốn đánh lừa mật thám để cho họ đỡ chú ý, anh cho người phao tin là anh đã trốn sang Tàu. Nhân thể, anh sai Nguyễn Văn Kính, trước làm ở Việt Nam Khách Sạn, lên dò xét các đồn ải ở Lạng Sơn, Cao Bằng, tiện dịp liên lạc với các anh em nhà binh ở Hà Nội vừa mới bị tình nghi đổi lên các miền biên giới. Anh liền giao cho Kinh một bức thư để thực hành cái kế phản gián ấy. Bức thư đánh máy, viết theo lối chữ quốc ngữ mới mà anh em Việt Kiều ở ngoại quốc thường dùng. Và giá như là của một đồng chí ở ngoài gửi tay về cho Ngọc Kinh, là một người tài xế ở Móng Cái, thì Kinh phải mạo hiểm làm cái gì khả nghi để cho họ bắt. Họ sẽ khám trong mình Kinh mà thấy bức thư ấy, và như vậy họ sẽ có thể tin là anh Nguyễn Thái Học đã ra ngoài thật. Bởi vì bức thư như sau này: Quảng Châu, ngày 25 tháng 4 năm 1929. Gửi Ngọc Kinh. Thái Học đồng chí nghe thấy tin khắc nào như sét đánh bên tai, mấy phen toan trèo non vượt bể về thành sầu khổ. Trước là mưu tìm cách giúp ích cho đồng chí, sau là xem mặt những lũ vô nhân loại bán nước buôn dân, nhưng chưa có dịp về được, lại phải đợi đến Fête de Jeanne d'Arc vậy. Đồng chí Thái Học nay nói cho thanh niên đồng chí biết cách hậu trình đi xuyên sơn hoặc đi thuyền không biết chừng, sau này xin đồng chí chớ nên nản lòng. Xem như đồng chí Thái Học biết bao năm góc biển chân trời lao tâm khổ tư ấy cũng chỉ vì trông thấy cái chế độ cường quyền áp chế đồng bào Việt Nam mình. Nếu đồng chí nay phải ly biệt gia đình ấy cũng bởi vấn đề khôi phục Giang Sơn, mong có ngày 25 triệu đồng bào thoát khỏi vòng nô lệ. Đồng chí nghĩ sao? Thư riêng cho Kinh và em của Trác, nhưng phải cẩn thận, xem xong đốt đi. Thế nhưng Nguyễn Văn Kinh chẳng phải là người đáng cho anh Nguyễn Thái Học sai. Khi bị bắt ở Mạn Ngược, giải về Hà Nội, bị tên Brit dọa nạt, dỗ dành, Kinh liền thú thực hết cả câu chuyện. Muốn tương công, hắn còn mách cả đến những nơi anh Nguyễn Thái Học hiện năng đi lại. Vì thế, ngày 13 tháng 6, anh Nguyễn Thái Học suýt bị bắt ở nhà Phó Lý Dương Quang, Bắc Ninh, rồi hôm 16, nhà Phó Lý Quan Khê cùng tỉnh lại bị khám. Khám không thấy anh ở đấy. Những tay chân mật thám lại lội ngay về Gia Lâm tìm anh ở nhà chị Nguyễn Ngọc Sơn. May mà anh và cô Giang cùng ba đồng chí nữa lại vừa ở đấy đi xong. Nguyên anh Nguyễn Thái Học vẫn thường đến đấy, bảo chị Sơn lấy cớ vào thăm anh Sơn mà thông tin tức với anh em trong hỏa lò. Một mình tên Kinh đã phá hại cả cơ quan trong một lúc. Tuy ở vào cảnh nguy nan mà anh Nguyễn Thái Học vẫn thản nhiên với một tinh thần mạo hiểm đến mức táo bạo. Hồi 9 giờ sáng hôm ấy, anh lững thững đến trước mặt viên xếp ga Gia Lâm, gọi nhờ dây nói về Hà Nội, nói là có việc cần kíp lắm. Xếp ga tưởng anh là nhân viên mật thám, vui vẻ giúp việc. Đến chiều có bọn mật thám thật tới nơi tả hình dáng anh, xếp gà mới ngã ngửa ra mắc lỡm, nhưng mà anh đã đi xa rồi. Thế là miền Bắc Ninh bị động. Anh Nguyễn Thái Học liền lẩn sang Tuyên Quang. Anh ở các nhà đồng chí ở Đầm Hồng, ở sông Gầm,
thường khi bận áo vải, quần nâu để tuyên truyền trong đám các anh em lao động. Dần dà đã đến mồng 2 tháng 7, ngày mà chúng tôi, những kẻ không chịu thú nhận, đã phải giam kín mỗi đứa một buồng ròng rã hơn 4 tháng trời, được nhân dịp ra tòa mà thở ít khí trời quang đãng. Ngày mà hội đồng đề hình đã tặng hai anh chủ tịch của đảng cái án vắng mặt cấm cố. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị toàn bộ chương 15 cho đến chương 20 tài liệu về anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống biên soạn. Đỗ Hiếu kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào chương trình tuần tới. Kính chúc quý vị và Vũ Quyến luôn bình an, may mắn, thành đạt và dồi dào sức khỏe. Chiến sĩ gan trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non mì. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ gan trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng lạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non mì. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù.